Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử ca sĩ Dương Hoàng Yến. Tài năng âm nhạc xinh đẹp nhưng chưa thực sự tỏa sáng. Được biết đến từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008, Dương Hoàng Yến từng là thủ khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô nàng sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu nước ta. Dương Hoàng Yến nhanh chóng trở thành một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, được nhiều người có chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh ca hát, Dương Hoàng Yến thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, game show giải trí. Tiểu sử ca sĩ Dương Hoàng Yến. Tên thật: Dương Hoàng Yến. Ngày sinh: 15 tháng 6 năm 1991. Quê quán: Hà Nội. Dương Hoàng Yến là một ca sĩ sở hữu giọng hát soprano rất đặc biệt ở nước ta. Cô là người gốc Thuận Thành, Bắc Ninh. Bài hát nổi bật mới đó đã vội: Hoa nào hoa trắng, em một mình quen rồi, không phải em đúng không? Dương Hoàng Yến sinh ra tại Ba Vì, Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng nhận thấy được tài năng của con gái nên ba mẹ nữ ca sĩ đã cho cô tham gia sinh hoạt ở Cung Văn hóa Thiếu nhi, rồi sau đó là các trung tâm nghệ thuật ngay từ khi 4 đến 5 tuổi. Gia đình Dương Hoàng Yến không thuộc dạng khá giả, nên ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã ý thức về chuyện đỡ đần ba mẹ. Khi đi học, cô luôn nỗ lực đạt thứ hạng cao cùng nhiều học bổng để giảm bớt chi phí cho ba mẹ. Đặc biệt, khi học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Dương Hoàng Yến là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra và không tốn một đồng học phí nào suốt 4 năm. Thậm chí, sau khi tốt nghiệp với số điểm cao nhất, Dương Hoàng Yến được nhà trường mời làm giảng viên âm nhạc cho thế hệ đàn em. Ca sĩ Dương Hoàng Yến và chuyện tình cảm đời tư. Chuyện tình cảm của giảng viên Dương Hoàng Yến luôn là chủ đề hấp nhận nhiều sự quan tâm và chú ý, nhất là các fan hâm mộ. Mặc dù sự nghiệp ca hát của Dương Hoàng Yến luôn gặt hái nhiều thành công, nhưng con đường tình yêu lại gặp nhiều trắc trở. Hồi tháng 7 năm 2017, cặp đôi Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh khiến fan hâm mộ vô cùng hụt hẫng khi biết tin cả hai chính thức chia tay, đường ai nấy đi. Theo nhiều người nhận định, đây là một mối tình khá đẹp như một giấc mơ. Tuy nhiên, vì một số lý do, chuyện tình của hai người chấm dứt. Sau khi chia tay mối tình sâu đậm này, Dương Hoàng Yến tập trung vào phát triển sự nghiệp và chưa ý định tìm hiểu ai, cũng như việc kết hôn, lập gia đình. Hy vọng trong tương lai, Dương Hoàng Yến sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình. Sự nghiệp của Dương Hoàng Yến. Dương Hoàng Yến được đông đảo khán giả biết đến khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008. Khi đó, cô chỉ mới 17 tuổi. Sau đó, Hoàng Yến đậu thủ khoa trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2009. Trong lúc đang học tại trường, Dương Hoàng Yến đã có rất nhiều hoạt động nổi bật. Tham gia chương trình Nhi đồng Thế giới tại Thụy Điển năm 2010. Giao lưu âm nhạc nghệ thuật tại cộng đồng người Việt tại Hàn. Năm 2011, Hoàng Yến cho ra mắt MV Em Vẫn Nhớ. Đây là MV đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Đến tháng 8 năm 2011, cô tiếp tục mang đến khán giả ca khúc Lời Thú Tội của Eva. Thời gian tiếp sau đó, cô nàng có nhiều hoạt động liên quan đến âm nhạc. Những sản phẩm của cô luôn được khán giả khen ngợi. Năm 2013, Dương Hoàng Yến tham gia cuộc thi giọng hát Việt và trở thành hiện tượng mạng. Hầu như trong suốt chặng đường của cô đều gắn liền với âm nhạc. Cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn trong suốt sự nghiệp. Năm 2014, cô tham gia chương trình Cặp đôi Hoàn hảo mùa 3 và giành ngôi vị quán quân cùng nhà thiết kế Hà Duy. Năm 2015, cô cùng Uyên Linh, Văn Mai, Hương tham gia live show In the Spotlight của danh ca đã giành giải Grammy Fair Apple Bryson tổ chức tại Hà Nội và có màn song ca cùng ông với ca khúc A Whole New World nổi tiếng. Ngay sau chương trình, cô đã nhận được lời mời cộng tác của nhà sản xuất âm nhạc cho Fair Apple Bryson Dwight Watkins. Trong năm 2016, cô thực hiện album âm nhạc đầu tay kết hợp cùng nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng với single đầu tiên Người Đứng Xem, sáng tác bởi Miu Amazing. Năm 2017 là một năm Dương Hoàng Yến có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Tháng 5 năm 2017, cô vinh dự là người tiếp bước các đàn anh, đàn chị được mời tham gia Asia Song Festival, liên hoan bài hát châu Á, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Tháng 10 năm 2017, Dương Hoàng Yến là một trong ba giám khảo của cuộc thi Vietnam Talent Tour, hành trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2017, do kênh truyền hình IOUGTV tổ chức. Tháng 11 năm 2017, cô tham gia chương trình Sao Đại Chiến, phiên bản Việt mùa đầu tiên trên VTV3, cùng đội với nhạc sĩ Dương Cầm, và giành ngôi Á quân. Năm 2019 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô, khi cô liên tiếp có hai bản hit là Không Phải Em Đúng Không và Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang diễn viên khi đóng vai Thị Kiều trong phim điện ảnh Pháp Sư Mù của đạo diễn Huỳnh Lập. Năm 2020, Dương Hoàng Yến và MC Thu Hoài giành giải quán quân game show Trời Sinh Một Cặp. Dương Hoàng Yến trong đại nhạc hội châu Á Thái Bình Dương.
Mới đây, Dương Hoàng Yến gây bất ngờ khi tham gia biểu diễn trong chương trình Đại Nhạc Hội Châu Á – Thái Bình Dương – Abu TV Song Festival 2020. Trong tà áo dài truyền thống, Hoàng Yến đã thể hiện xuất sắc thần thái và nét đẹp của người phụ nữ Việt. Là đại diện duy nhất tham gia Abu, tuy cảm thấy áp lực nhưng Hoàng Yến vẫn nỗ lực hết mình. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.